nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người tất cả những mẫu giày chạy bộ mà Danco đang sale trong tháng 11 này. Thì mình sẽ giới thiệu qua về tính năng, hay là về cái công dụng của một đôi giày chạy bộ chính hãng so với một đôi giày bình thường mà các bạn đang đi. Thì trong tháng 11 này Danco sale mạnh hai hãng giày, đó là giày Asics và giày Nike. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu là tại sao này người ta lại gọi một là giày chạy bộ, mà đặc trưng của cái giày chạy bộ này nghĩa là gì. Đầu tiên đó là về cái chất liệu để tạo nên một cái đôi giày running. Chất liệu bên trên nó là hệ thống chất vải mềm và hệ thống cao su rất là mềm. Thì ưu việt với tính năng nổi trội của cái chất liệu này là gì? Đó là mang lại độ thoáng. Đầu tiên đó là độ thoáng và độ thoải mái. Khi mà bất kỳ ai đều cảm nhận được khi mà xỏ ngay lần đầu tiên vào đôi giày chạy bộ chính hãng. Cái thứ hai đó là khi mình đi một đôi giày running, đặc biệt là mùa đông như này, thì mình có thể là mình đi cả ngày, đi làm hoặc là đi chơi cả ngày hoặc đi dã ngoại cả ngày. Thì cái ưu việt của cái tính năng của cái chất liệu vải này đó là nó không có mùi. Khi mà đã chân của mình nó luôn được bảo vệ, nó không có mùi mồ hôi chân. Thứ hai là nó rất là thoáng, không tạo sự khó chịu khi mình đi trong thời gian rất là dài. Và đặc biệt là những người mà chạy trên hệ thống các hệ thống máy hoặc là trên chạy thể dục và trên các đoạn đường mà nó địa hình nó không được bằng phẳng, thì cái đế giày của nó sẽ mang lại đó là độ, nó sẽ giảm được tối đa độ chấn thương khi mà người đi di chuyển trong cường độ mạnh. Cái điểm nổi bật nhất của giày running đó là hệ thống chống cái hệ thống tấm đệm ở dưới đế giày. Tại vì sao? Vì khi mà mình chạy trên địa hình đường không bằng phẳng hay là trong máy trong phòng tập, thì cái mà mình chạy trong thời gian dài thì cái tác động của lòng bàn chân tới mặt đường hoặc là bên mặt máy nó rất là mạnh. Thì hệ thống tấm đệm của giày running Asics hoặc là Nike nó có hệ thống chống đệm rất là tốt. Đầu tiên đó là cái dòng tất cả đều có hệ thống gel, đặc biệt là giày Asics nó người gọi là đây là hệ thống gel. Đây là hệ thống mà giảm chấn rất tốt, nó thiết kế tất cả đế của đôi giày, cả phần gót chân lên phần mũi của đôi giày, để khi mà mình người chơi chạy với cường độ mạnh ấy, thì cái hệ thống khớp của cổ chân hay khớp đầu gối của mình nó được bảo vệ rất là tốt, tránh những người mà chạy ví dụ là chạy nhiều sẽ bị đau chân hay là đau đầu gối. Thì những cái giày Asics hoặc là giày Nike, nên nếu mà dòng giày Nike thì người ta gọi đó là dòng hệ thống Air Max thì nó cũng thiết kế cơ bản như là dòng Asics và dòng gel Asics. Đó là mục đích của dòng này, đó là cái hệ thống giảm chấn, kể cả mình chạy trong vòng 2-3 tiếng hoặc có thể mình đi chơi đi bộ cả ngày. Cái tác dụng của cái Air này nó sẽ rất là nổi bật, đó là cái hệ thống chân của mình không bao giờ bị mỏi. Hai là những người mà đã có tiền sử ví dụ như bị thoái hóa về xương khớp ở chân, khi mình đi này thì nó bảo vệ rất là tốt. Đấy là những cái ưu việt mà giày running nó sẽ mang lại cho mỗi người khi mà mình đi trong bất kỳ điều kiện nào, đi dã ngoại hay đi leo núi hay chạy trong phòng tập, thì mình nên lựa chọn một đôi giày chính hãng, một Asics hoặc Nike. Và với cái mức giá mà Danco đang sale 30% thì với cái chi phí một đôi giày thì nó sẽ không quá cao so với nhu cầu của người đi.